Còn Cuồng Phong đang đánh con Đạt Bảo. Một tí nữa 8:30 thì có thể là sẽ có hai luồng. Thứ nhất đó là anh em sẽ ăn cái con tiếp tục ăn hậu hoa viên, và một số người sẽ đi chiến trường phát khiển. Sẽ có hai lựa chọn cho anh em. Ok anh Trọng ơi, để em rao em loa lên cho tất cả anh em vô anh em chia sẻ live stream hộ. Nhưng mà vãi thiệt, ặc này không có loa sao? Anh em nào cho 10 10 cái loa với. Không có loa. Vãi trưởng không có loa đấy chứ. Từ từ để em kiếm một cái nhạc nào đó nó. Ok không? Nghe mấy cái nhạc này đi ha. Nhưng mà khá là ít người, đâu đó khoảng tầm một bạc ti à. Một bạc ti đang đứng ngay chỗ này. Tiết Hoa, bạc ti của Tô Quyền đã có mặt tại tại điểm giao tranh rồi. Bây giờ đánh từ dưới cứ điểm 2 đánh lên nha, đánh từ cứ điểm 2 đánh lên. Lợi thế bên thủ là anh em bên Cuồng Phong, còn bên công là Đại Hoàng anh em. Đại Hoàng với Kim Long là đánh ở vị trí công công thành, giống như là đánh công thành nhưng một bên thủ bên công á, hơi lắc một tí mọi người cảm. Nhưng mà nó lắc như vậy nhưng mà được cái là mình nhìn thấy được tất cả các cái hiệu ứng của nó. Còn cái kiểu kia là nó bị hạn chế hết rồi, bị hạn chế được đủ thứ hết. Anh em nhớ bấm bấm chia sẻ nha anh em. Nhớ bấm chia sẻ livestream này nha. Hơi lắc một tí anh em ơi. Rồi zombie chết nằm đóng luôn. Số lượng anh em, lực lượng anh em bên Cuồng Phong này là đó on rất đông. Cuồng Phong on rất đông luôn á. Rất chi là đông. Không bất kịp. Rất là căng. Nhạc thiên để kiểm tra bên Nhạc Thiên là ai đây, không biết là bên Cuồng Phong hay là ấy nữa. Lắc quá à, bên Cuồng Phong à. Khá là lắc luôn á, bước không kịp hả? Anh em đang xem livestream này, anh em nhớ chia sẻ livestream này để một tí nữa nhận quà nha anh em ơi. Có tên trong cái vòng quay may mắn để nhận quà nha. Để kiểm tra coi hôm nay được ở bên này được chưa, chưa được chịu chia sẻ nào. Nhớ chia sẻ livestream nhận quà anh em ơi. 16 lượt chia sẻ rồi, tướng lõ kiểm tra thấy là đã có 16 lượt chia sẻ rồi. Bên Đại Hoàng đang cố gắng công công lên nhưng mà hơi căng. Anh em bên Cuồng Phong đông quá. Thế thì hơi khó tại vì cái vị trí của anh em Đại Hoàng thì khá là hẹp đó đi, khá là hẹp. Tuyến đầu đứng mẹ nó mấy luôn rồi trời. Phải trưởng. Không ổn rồi, chắc là phải 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 mở lại cái game mà để ẩn hiệu ứng chứ, cái kiểu này thì hơi lắc. Kiểu này là lắc phải trưởng luôn á. Ừ, anh em thấy không, kiểu má đứng luôn á. Nó đông quá, đông quá. Nếu mà đánh một hai mặt ti thì nó sẽ đỡ, nhưng mà cái này đông quá rồi nó hơi lắc. Trời. Buồn ghê. Mười
16 lượt chia sẻ. Anh em nhớ là 30 lượt chia sẻ thì mới được nha anh em. 30 lượt chia sẻ thì mới được nha. Còn cái TikTok này nó còn phải TikTok Studio. Tại vì em đang bị bật live bên TikTok nữa nên là nó sẽ hơi lắc tí. Lôn Quân, lôn tất cả anh em mới vô coi livestream anh em. Căng nhỉ. Có mặt tại hậu hoa viên bắt đầu công lên rồi. Vàng Ami vẫn đang ở phía sau khá là nhiều. Kokichi vẫn đang ở phía sau nha. Bắt gặp Kokichi không đứng cao nha. Ờ, ok anh Lam Lu rồi. Âm thanh này kia ok hết tất cả anh em ha. Ờ, bị ấy rồi. Cái auto thì nó hơi ngố một tí anh em. Tại vì em auto quá. Tại nó hơi lắc nên là em auto thôi, không thể di chuyển hả. Hạt này thì bữa đợt chưa rồi thì có kích sát con mạng cổ nên là có cái hiệu ứng trùng lâu. Để tắt cái auto theo sau. Rồi, bây giờ bung thôi. Lam Phong là mục tiêu bị dồn. Bây giờ đã 8 giờ 12 phút rồi, một tí nữa 8 giờ 30 thì sẽ có mặt ở chiến trường Phát Khiên. Hy vọng là chiến trường Phát Khiên sẽ có người tham gia. Em nghĩ là S3 sẽ tham gia nhiều hơn á. Để em vô ạc của em. What? Hello 20 anh em đang xem livestream anh em. Bây giờ tình hình có thể là ok hơn rồi, nhưng mà tại sao cứ đánh cứ đi vô trong là sao ta, đứng phía dưới để cho được búp nữa chứ. Rất là ok luôn. Tình hình này ổn hơn rồi. Thôi để em chuyển sang cái cam của ạc phóng viên, có thể là quay được hết, không có phải chết chạy tới chạy lui ha. Thôi rồi, lục tiên nhân chỉ lộ đây. Ok anh em, đỡ lắc hơn nãy rồi đúng không? Ok hơn rồi đúng không? S1 thoát thế. Chứ sao nữa anh Lam. Mày mấy ông BK nếu mà on đủ nên sợ là cái map này lắc điên luôn á. Hoài niệm tấn công Kinh Nam. Bây giờ ông nào đánh mình thì mình sẽ đánh ông đó. Tình hình này thì 8 người 8 lạng, người 1 cân rồi. Chết mẹ, Kinh Nam chết rồi. Rất là nét luôn á, đánh như vậy mới vui nè. Đánh như vậy mới là đáng đánh chứ. Anh em nhớ chia sẻ livestream ở chế độ công khai anh em nha. Chia sẻ livestream ở chế độ công khai giúp em. Sau đó thì anh em mới có tên trong cái vòng quay may mắn để nhận quà được. Tí nữa cũng với cái hình thức là quay số anh em, quay số. Và sau khi mà quay trúng được tên của anh em nào thì anh em nhớ cung cấp cái ID trong game kèm theo cái server anh em đang chơi cho inbox qua bên fanpage Thiên Long Phát Hiện nha mọi người. Rồi ok anh Hải luôn. Anh em nào mà chưa chia sẻ thì anh em vui lòng anh em bình luận cái đi để em vô em check cho. Hoặc là một tí nữa cái lúc mà em nghĩ là buổi live hôm nay sẽ kéo dài đến đến lúc 9 giờ rưỡi thì hy vọng là anh em tầm 9 giờ 20 thì anh em vô lại. Anh em vào lại livestream để mà anh em kiểm tra xem là đã có tên trong cái vòng quay may mắn chưa. Có vẻ như là vẫn đang bị thất thế khá là nhiều. Mặc dù là đang cố gắng tập trung lực lượng để công vô, nhưng mà em thấy là anh em cuồng phong khá là đông. Phải gọi là rất đông. Ủa sao này nó tắt nhạc cả ta? Cài đặt hệ thống âm thanh. Ok.
Bây giờ là phải đánh hết mấy con thống lĩnh thì mới mới ra con ấy nha. Phải đánh hết thống lĩnh. Ủa sao kỳ vậy, nó không có định vị mấy con này. Auto lại xe kia nó không có đánh luôn á. Nè có một vài con nó chết rồi nè, bên F3 hả? F3 sau khi mà giảm máu của quái xuống rồi là cũng ok hơn rồi. Chứ bây giờ không chứ em thấy cái drop nó ngon mà. Hết chưa? Từ từ để coi, đi vòng vòng coi. Để coi mấy anh em đánh hết chưa, con đại tướng ra chưa. Ủa hết rồi, đại tướng đâu? Hello anh Nguyễn Thanh nha, hello anh Thanh. Rồi đại tướng xuất hiện rồi, sau nãy giờ thì đại tướng đã có mặt. nó hơi lâu một tí nhưng mà thôi kệ đi, ráng đi mọi người. Đánh như vậy thì con đại tướng nó không có phải trôi qua gì. Buồn, gọi là trôi qua nó buồn nghĩa quá. Đang đi ao. Ủa anh em nào bị ao ra, anh em nhắn cho fanpage liền giúp em đi. Anh em chụp lại, anh em nhắn fanpage giùm giúp Tuấn Lõ đi anh em. Có nhiều anh em đang đi bị văng ra hả? Anh em nhắn cho admin giúp em nha, để cái admin kiểm tra, nhờ cái anh kỹ thuật viên kiểm tra cái lỗi đó cho. Cái đó là chắc là do lỗi rồi. Anh em đừng có đánh nhau nữa. Mà mấy giờ chụp tập trung đánh boss đi, đừng đánh nhau nữa. Em cũng đang đánh boss nè, đang để máy bên này đánh con đại tướng nè, để ráng này lọt cái giò vô trong top 13, 14 là được rồi. Chủ yếu là lấy viên mấy viên giảm kháng thôi, chứ không cần gì nhiều đó. Cần là cần cái giảm kháng thôi, không cần gì hết. Đâu rồi cái con đây. À bích tiêu kim xí lân rất đẹp, có vẻ như đã đánh nhau rồi. Bây giờ anh em đại hoàng vẫn tiếp tục công lên. Kim Long đang thủ tuyến đầu là tôn quyền lạc anh là hai tiêu dao đang đứng ở hàng đầu để mà bay nhảy cái kiểu hạng vũ thiên sơn. Nhưng có vẻ như là Thiên Sơn đã bị lộ hình rồi. Thiên Sơn này cũng thuộc dạng boss nha mọi người. Ặc rất khỏe. Nếu Thiên Sơn mà đã mạnh rồi mà đang sở hữu cho mình cái trùng thủ nữa thì đam thêm 10% khá là đau. Nếu mà bật Di Hoa lên. Nhưng mà này không có đồ siêu công, có hai món vớ Giáng Sinh. Cái trùng thủ này thôi thì cũng đã là giá trị rồi. Vẫn rất khó. Anh em có thể thấy là lực lượng hai bên là vẫn đang bị chênh nhau. Mặc dù là không biết là chênh nhau nhiều hay ít, nhưng mà theo hiển thị ở trên cái màn hình này thì vẫn đang rất ít hơn nhiều. Nhân đang đứng tiến đầu, Nhân đã chết rồi. Kokichi cũng đã về thành, Lâm Sung. Bây giờ Lâm Sung tinh túc đang đứng tiến đầu, Thảo Vân, Hạo Thiên, SH300Y, Tiết Hoa, Thảo Vân. Đông Kinh đánh tiêu dao rất tốt. Đông Kinh hầu như là
BK ổng bay nhảy liên tục luôn á. Lâm Phong đứng tiếng đầu nè, Nhạc Thiên. Rất nhiều Nga Mi đứng từ phía sau, rất nhiều Nga Mi đứng từ phía sau để mà búp. Nên là để mà hạ gục mấy ông này thì rất khó. Lượng, tại vì là lượng máu cung cấp trong cái trong khoảng thời gian ngắn thì nó không có giới hạn. Có nghĩa là khi mà anh em còn, ví dụ như là còn 1% máu đi, thì 10 con Nga Mi búp là anh em full máu, kiểu như vậy đó. Nên là muốn đánh cái này thì phải cố gắng mà kẹp giữa, phải kiếm thêm người kẹp cái đội hình này ở giữa để mà từ phía sau mà công được cái dàn Nga Mi. Tại cái dàn Nga Mi này hiệu quả cao quá thật sự. Hầu như là bây giờ không còn Đại Hoàng đang bị đẩy lùi rồi, đang bị đẩy lùi xuống dưới. Vỡ trận rồi, bây giờ anh em cùng Phong vẫn đang chiếm ưu thế. Đánh xuống tới dưới luôn rồi, Đông Kinh, Nhạc Thiên vẫn đang bảo toàn được lực lượng rồi. Thủ tốt nha, thủ được và thành công cái. Ê, cứ bấm vô em cái bị bấm nhầm như con bot đó. Để check đồ đi, Lâm Phong đúng không? Kiểm tra đồ anh em coi. À Lâm Phong, đồ khá là ngon. Mạo Giáng Sinh Hạnh Phúc, vẫn combo quốc dân. Với Giáng Sinh Hạnh Phúc, Nhẫn Siêu Công, Phù Siêu Công, Uyển, nhưng mà thiếu cái Uyển Siêu Công nữa đã đủ. Uyển Siêu Công nữa thì ok. Cái liên này là liên gỗ đúng không?